Chúng ta thường được bảo rằng chỉ cần luôn tận tâm và hướng bản ngã tới những điều đúng đắn thì ít nhiều ta sẽ nhận lại được những trái ngọt, những điều tốt đẹp, những sự tử tế. Thế nhưng đời vốn dĩ không công bằng và cuộc sống cũng chưa bao giờ là bằng phẳng cả. Thế giới nơi ta đang sống tồn tại những mảnh đời vô cùng bất hạnh. Dù họ đã cố gắng, đã nỗ lực, đã sống một cách đầy kiêu hãnh, đầy tự hào, nhưng trái lại họ không thể nhận lại được những gì họ xứng đáng. Tạo hóa dường như muốn trêu đùa lên số phận đáng thương của những con người ấy. Nổi bật lên giữa những mảnh đời khốn cùng này, khi bà Yuji, đại diện chính cho tuyến trung lập trong series Kamen Rider Fights, là một minh chứng vô cùng tiêu biểu. Hôm nay, hãy cùng chúng mình cảm nhận và đánh giá về nhân vật đáng nhớ này nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xuất thân của Kiba Yuji ra sao nhé. Kiba Yuji có thể nói là một nhân vật có xuất phát điểm tương đối hoàn hảo, với một gia đình trọn vẹn, yêu thương anh, điều kiện sống tương đối khá giả, cùng một cô bạn gái xinh đẹp luôn ở bên cạnh anh. Cuộc sống của anh dường như sẽ vô cùng êm ả và viên mãn. Thế nhưng, mọi điều tốt đẹp vốn có ấy đã đổ sập sau một vụ tai nạn ô tô thương tâm, cướp đi mạng sống của cha mẹ và đưa anh vào trạng thái hôn mê sâu suốt 2 năm trời. Vào thời điểm đó, Kiba đã trải qua một lần cái chết và tái sinh để trở thành một orphanok. Khi anh thức dậy khỏi cơn hôn mê, đó cũng chính là lúc mà thực tại nghiệt ngã bắt đầu giáng cho anh những đòn chí mạng. Một người đơn côi mất cha mẹ, lạc lõng giữa dòng đời, tỉnh dậy sau 2 năm dài và nhận ra rằng mọi thứ thuộc về anh đã hoàn toàn biến mất. Ngôi nhà anh ở cùng những tài sản, thành tựu mà công ty của ba mẹ anh đã gây dựng được nay đã bị người bác ruột đem bán. Chie, người tình của anh năm xưa thì quay lưng phản bội để qua lại cùng người đàn ông khác. Trời trêu thay lại chính là anh họ của Kiba. Những mất mát này không chỉ to lớn mà còn thật sự vô cùng nghiệt ngã khi sự phản bội anh nhận được lại tới chính từ những người thân duy nhất còn sót lại của anh. Khoảnh khắc Kiba rượt đuổi theo hình bóng của Chie, cố gắng níu kéo những ký ức tươi đẹp năm xưa đang dần vỡ vụn và tan biến trong nước mắt, trong nỗi tủi hờn, tuyệt vọng đầy vô định, thật sự là một phân cảnh đầy nhói đau đã để lại nỗi ám ảnh đậm nét ngay từ những tập đầu tiên của series. Và rồi, khi bị dồn vào đường cùng, Kiba bắt buộc phải trả thù để giải tỏa nỗi đắng cay trong lòng mình. Đó cũng chính là lúc anh bộc phát sức mạnh của một Orphanok để lấy mạng người anh họ, cũng như Chie, người yêu cũ của mình. Song, trả thù không thể giúp cho anh thanh thản hơn. Kiba lạc lõng trong vô định, sợ hãi sức mạnh của chính bản thân mình. Một Orphanok từ chối hãm hại người vô tội, đi ngược lại tôn chỉ của tập đoàn Smart Brain. Giữa những bước đầu đấu tranh cho lý tưởng riêng, Kiba đã gặp được Osada Yuka và Naoya Kaido, những người có chung mục đích có thể đồng hành sát cánh bên anh. Và rồi, hành trình tìm kiếm lẽ sống cho riêng mình của Kiba Yuji cũng bắt đầu từ đó. Tiếp đến, để lột tả một cách trọn vẹn và đầy đủ nhất về nhân vật Kiba Yuji, chúng mình sẽ tuần tự giới thiệu hành trình của anh ở cả trong TV series và movie Paradise Lost. Đầu tiên, với những sự kiện ở trong TV series. Sau khi đã tìm được những đồng minh đáng tin cậy, Kiba tiếp tục đấu tranh để tìm tới nơi mà mình thuộc về. Với bản tính lương thiện và một cái tâm vô cùng trong sáng, anh muốn được sống đúng với nghĩa của một con người để đấu tranh bảo vệ nhân loại, đồng thời bảo vệ những người bạn của anh. Lòng tốt với sự chân thành của Kiba đã đem tới cho anh những mối quan hệ mới, song đồng thời cũng kéo anh vào không ít rắc rối. Vì lý tưởng sống quá cao cả của mình, anh vô tình nằm giữa cán cân, đứng đối nghịch với cả tổ chức Smart Brain và phía Kamen Rider Fights. Tập đoàn Smart Brain coi anh là một tên Orphanok phản bội và phải bị tiêu diệt. Còn Inui Takumi khi đó chỉ biết tới Kiba dưới hình thái Horse Orphanok và nghiễm nhiên coi anh như một mối đe dọa. Suốt cả mạch đầu của bộ phim, Kiba luôn phải gồng mình lên để không ngừng đấu tranh và sinh tồn. Và rồi, khi những nút thắt dường như được cởi bỏ, khi Takumi biết được thân phận thực sự của anh đằng sau nhân dạng Orphanok, hiểu được những lẽ sống tốt đẹp mà Kiba hướng tới, tưởng chừng như hai người đã có thể làm bạn cùng nhau để trở thành một đôi chiến đấu ăn ý, thì Kusaka Masato lại ngấm ngầm gieo rắc lên những nghi kỵ, những mâu thuẫn mới, gây xích mích và làm rạn nứt mối quan hệ giữa Kiba và Takumi, khiến cho hai người họ hiểu nhầm và một lần nữa lại đối đầu triệt hạ nhau. Tất nhiên,
sóng gió nào rồi cũng sẽ qua và hiểu lầm dần dần được gỡ bỏ. Nhưng lúc này, khi mạch phim bước vào hồi cuối, thì Kiba lại phải đối mặt với những sự thật nghiệt ngã nhất. Nhân loại mà anh luôn tin tưởng, xả thân mình để bảo vệ, lại ngấm ngầm giác tâm làm hại bạn bè anh. Chính con người đã trở thành nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của Osada Yuka. Điều này dường như khiến toàn bộ niềm tin và lý tưởng luôn tồn tại trong Kiba sụp đổ hoàn toàn, dẫn tới những biến cố sa ngã sau này. Còn về hành trình của anh trong movie Paradise Lost, như chúng mình đã từng đề cập ở clip review lần trước, khi nhân loại đang đứng trước bờ vực diệt vong từ sự bùng nổ và áp đảo của các Orphanok, Kiba cùng những người bạn vẫn tiếp tục đứng về phe con người để chiến đấu và bảo vệ cho họ. Thế nhưng, con người, cụ thể ở đây là những người tị nạn còn sót lại thuộc tổ chức phiến quân, không dành cho anh sự tin tưởng nhất định và không hề đối xử với anh một cách thiện chí. Mặc cho sự lạnh nhạt và bài xích ấy, lý tưởng được chung sống hòa bình với con người của Kiba quá lớn. Anh cùng Kaido và Yuka đã đột nhập trụ sở Smart Brain nhằm đoạt lấy chiếc thắt lưng đế hoàng để giúp cho con người đảo ngược cục diện tình hình. Chớ trêu thay, kế hoạch của anh đã hoàn toàn bị Smart Brain nhìn thấu và nắm thóp. Không chỉ đánh gục Kiba trên chiến trường, lấy mạng hai người bạn quý giá nhất của anh, Smart Brain còn hoàn toàn bẻ gãy lập trường chiến đấu và lý tưởng mà anh vẫn luôn khao khát. Để rồi, Kiba phải trải qua cơn giàn vặt đau đớn tới tận tâm can. Xét về vai trò mà Kiba đóng góp cho TV series và movie, tuy anh được biết đến nhiều nhất về nhân dạng Horse Orphanok, thế nhưng Kiba cũng từng có những giai đoạn ngắn trong mạch phim từng biến thân và chiến đấu dưới cương vị Kamen Rider. Cụ thể, anh đã từng thay thế Inui Takumi trở thành Kamen Rider Fight từ tập 36 tới tập 39, đoạt mạng Kusaka Masato và trở thành chủ sở hữu tiếp theo của Kaiser Gear từ tập 48 tới tập 50, và được giao cho trọng trách sử dụng thắt lưng đế hoàng trở thành Kamen Rider Oga trong movie Paradise Lost. Tất nhiên, sau khi lý tưởng đã bị phá nát, Kiba dường như đã mất niềm tin vào con người. Là một Orphanok, việc chối bỏ số phận của mình để giữ lại nhân tính dường như là một điều gì đó quá xa vời. Sau cùng, Kiba vẫn không thể tìm được nơi mình thực sự thuộc về. Một lần nữa, anh tiếp tục lạc lõng giữa tương lai vô định trong sự mất mát và cô đơn. Điều này dẫn đến một kết cục ở cả TV series và movie Paradise Lost. Kiba đều lựa chọn đứng về phe Orphanok, đứng về phía tập đoàn Smart Brain. Nhưng rồi, dù có gồng mình lừa dối bản thân bao nhiêu lần đi nữa, thì bản chất của anh vẫn luôn tồn tại ở đó. Sự lương thiện, đức hy sinh, luôn là thứ hiện diện trong con người của Kiba Yuji, thứ đã định nghĩa giá trị con người của anh. Kiba sau cùng vẫn chọn cách hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ những người anh yêu thương, mở ra tương lai sáng lạn hơn cho nhân loại. Với nhân vật Kiba Yuji, có thể nói, đối với cá nhân mình, anh là một dạng nhân vật rất dễ tạo cho người ta sự đồng cảm nhất định. Anh như một trang giấy mang chứa vô vàn những điều tốt đẹp và niềm tin vào con người và cuộc sống. Thế nhưng, cuộc sống thì đâu dễ dàng và bằng phẳng được như vậy. Những cạm bẫy trong dòng đời như đàn sói hung ác chỉ trực chờ nuốt trọn những chú cừu non. Kiba đã dường như bị thực tại nghiệt ngã nhất trong dòng đời xô bồ kia giáng đòn chí mạng, đủ để khiến cho lý tưởng của anh trở nên lung lay. Joker đã từng có một câu khiến mình vô cùng tâm đắc: chỉ cần một ngày tồi tệ thôi cũng có thể biến người tỉnh táo nhất thành một kẻ điên. Trải qua quá nhiều mất mát, quá nhiều nỗi đau và vô vàn những sự phản bội tới từ những người mà ta yêu thương và tin tưởng nhất, chắc chắn không ai có thể còn giữ được cái nhìn lạc quan về cuộc sống này cả. Tính cách và lối sống của một con người phụ thuộc rất nhiều vào môi trường sống xung quanh họ. Vậy mình tự hỏi, khi những điểm neo nhân cách duy nhất còn sót lại đã quay lưng lại phản bội ta, thì liệu điều gì còn có thể giữ cho ta sự tử tế nữa đây? Câu trả lời chính là sự bản lĩnh. Kiba Yuji thật sự là một chàng trai vô cùng có bản lĩnh, sở hữu một sức mạnh phi thường được cho là bước tiến hóa tiếp theo của nhân loại. Anh không hề lạm dụng nó để thỏa mãn dã tâm, ngược lại, anh biến nó thành công cụ để thực hiện hoài bão của mình. Sức mạnh là một lời nguyền. Kẻ mạnh thật sự là kẻ biết chế ngự bản năng xấu xa tồn tại bên trong. Không quan trọng bạn là ai, những gì bạn làm sẽ định nghĩa giá trị con người bạn.
Điều mà Kiba đã làm được là anh có đủ bản lĩnh để chế ngự dã tâm, để vượt qua sự phản bội, mất mát mà tiếp tục tin tưởng vào con đường anh đã chọn. Nhân dạng Ophrenok của Kiba không phải là một con quái nhân, mà chính là biểu tượng rõ rệt nhất cho sự đấu tranh giữa phần con và phần người trong thâm tâm của anh. Khoác lên chiếc mặt nạ, khoác lên những nhân dạng khác, anh sử dụng tất cả những tiềm lực nội tại vốn có để chiến đấu và bảo vệ. Người ta từng nói, thành công chỉ đến khi ta làm việc tận tâm và luôn hướng tới những điều tốt đẹp. Dẫu rằng có thể con đường mà Kiba chọn đã đem đến cho anh quá nhiều những mất mát, những đánh đổi. Song, sự tồn tại của anh là minh chứng rõ ràng nhất cho lý tưởng mà anh nguyện cống hiến. Rằng con người và Ophrenok có thể chung sống với nhau một cách hòa bình. Thay vì sống một cuộc đời sa ngã, trở thành quân cờ cho dã tâm của kẻ khác, anh đã chết như một người hùng thực thụ, một tượng đài sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn. Sau cùng, dù có phải cô độc và lạc lõng tìm cho mình một lối đi riêng, Kiba cũng đã có thể nhìn thấy được ánh sáng nơi phía cuối con đường, nơi anh được thanh thản khi những điều tốt đẹp mà anh cống hiến dần đơm hoa kết trái. Ở mục cuối cùng trong clip ngày hôm nay, chúng mình sẽ dành ra vài phút để kể cho các bạn nghe đôi nét tiểu sử cuộc đời của cố diễn viên Masayuki Izumi, người đã hóa thân và đem đến cho chúng ta một Kiba Yuchi tuyệt vời tới vậy. Masayuki Izumi sinh ngày 12 tháng 5 năm 1980, là nam diễn viên kiêm người mẫu tới từ Arakawa, Tokyo. Anh tốt nghiệp tại trường trung học Komagome và theo học khoa kỹ thuật ở Đại học Tokai. Anh hoạt động dưới quyền công ty quản lý GIF. Bước vào series Kamen Rider Vice, ban đầu anh đi thử vai cho vai diễn Inui Takumi, nhân vật chủ đề của bộ phim. Song, dường như đoàn phim đã nhìn ra được tố chất phù hợp của anh để đảm nhiệm nhân vật Kiba Yuchi. Và từ đó, anh bén duyên với vai diễn này, đồng thời đã biến nó trở thành một thương hiệu không thể phủ nhận của chính bản thân anh. Masayuki Izumi bắt đầu dấn thân vào nghiệp diễn xuất từ những năm đầu của thập niên 2000. Vai diễn đầu tiên của anh là nhân vật Masayuki Ochi trong bộ phim truyền hình Gokusen. Anh đã đảm nhận qua nhiều vai diễn từ phim truyền hình, phim điện ảnh cho tới kịch sân khấu, trải dài tới năm 2014, với vai diễn cuối cùng hóa thân thành nhân vật Michihiko Yanagi trong bộ phim Grateful Dead. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2015, sau khi đấu tranh với căn bệnh quái ác, Izumi đã qua đời ở tuổi 35. Thể theo sở nguyện của anh, cùng gia đình và người thân, nguyên nhân cụ thể và sự ra đi của anh sẽ được giữ kín trước truyền thông và báo đài, không bao giờ được tiết lộ. Sau cùng, Masayuki Izumi đã sống một cuộc đời tuyệt vời đầy phi thường, đầy cống hiến. Và với chúng ta, những fan của Tokusatsu nói chung và fan của nhân vật Kiba Yuchi nói riêng, dành một sự tri ân và tôn vinh đặc biệt nhất cho những đóng góp của anh. Cảm ơn anh vì đã đem tới cho người xem một Kiba Yuchi nghị lực, tuyệt vời, chân thực và gần gũi tới vậy. Cuộc sống có lẽ sẽ không bao giờ bằng phẳng và công bằng đối với chúng ta, nhưng lựa chọn cách sống ra sao phụ thuộc rất nhiều vào bản lĩnh của mỗi con người. Sau cùng, Kiba Yuchi vẫn sống mãi trong lòng của fan như một hình tượng người hùng thực thụ, một người dám đứng lên đương đầu với mọi gian nan hiểm nguy, vượt qua mọi rào cản, định kiến của xã hội để được sống đúng với bản ngã của chính mình, tự mở lối cho con đường mà anh vẫn luôn đặt niềm tin. Cảm ơn các bạn đã xem tới hết video này. Nếu như các bạn yêu thích những video của nhóm thì hãy đừng quên để lại like, share và subscribe để tạo động lực cho chúng mình nhé. Và tất nhiên, hãy nhớ để lại những comment bày tỏ cảm nghĩ của bạn về nhân vật này. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Rin của RTK Media. Xin chào. Joker! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!